Vậy là hai cái cạnh này nè, nó chìa ra nè, nó tấn công mạnh nè mọi người ơi. Nó to hơn cái dòng sắt của Valkyrie mọi người ơi. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ khui hộp cái con B168 Chrysler Venus. Nhìn cái con này thì nó đẹp hơn những cái dòng trước đó, nhưng mà không biết là cái độ mạnh nó như thế nào thôi. Bây giờ mình sẽ nhìn cái vỏ hộp trước ha. Đây đó, nhìn cái vỏ hộp phía sau thì mình thấy là cái vòng sắt của nó là loại double rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ khui thử bên trong nha. Sticker, chỉ thiếu cái con Longinus dòng đầu tiên. Sticker của nó rất là đẹp à. Đây là bộ combo, ai cũng mong chờ cái bộ này về nè, tại nó có cái tay cầm màu đen chị lại thích. Còn cái con quay thì nhìn nó bồ rồ quá, nó ngầu quá, nhưng mà không biết là mấy cái cánh của nó có bị làm mất lực hay không, cũng lo lắng về cái điều đó. Đây là cái combo của con Longinus. Rồi xong, bây giờ mình sẽ khui cái con quay. Rồi, cái đế này là đế destroy phẩy rồi mọi người nè. Đế là trùng rồi đó, thì chỉ có này là không trùng thôi. Cái chassis của nó là loại double 3A. Cái màu tím rịm này nó đặc trưng của con Longinus hay sao á. Cái này thì màu xanh dương nhưng mà đậm. Đây nè. Nè. Thấy nó đặc trưng hay sao á. Đây này giống như cái con này nữa nè. Con Longinus màu tím nữa. Đó, chỉ có mấy cái con Longinus đó đó. Và bây giờ thì sưu tập con này nữa. Để coi. Chỉ có cái con này. Nó có được 4 cái đầu rồng đúng không? Xong cái có con này được 5 cái đầu rồng. Đó, cái này là dòng Chuji, cái này là dòng God. Đấy, dòng Chuji là có 3 con dòng Chuji luôn. Dòng này là dòng GT. Dòng GT thì chị thấy nó cũng có 4 cái đầu rồng. Xong rồi cái lên trên này cái có một cái đầu rồng bự và hai cái đầu rồng nhỏ. Là chỉ có 3 cái đầu rồng thôi. Đó. Ê, có cái sự nào không ta? Cái này dòng God á, chị lại thiếu cái dòng đầu. Cái dòng này là 4 đúng không? Xong cái tới lòng dòng Chuji là 5. Từ số chẵn cái nó lên số lẻ. Xong cái nó GT có 4, tức là số chẵn. Cái xong bây giờ là số lẻ. Số lẻ là thuộc một cái đầu rồng. Còn 3 đầu rồng. Nhưng mà có một cái đầu rồng bự tà bá lửa đây nè, thiệt đẹp luôn nè. Đầu rồng này đẹp nè, rồ nè. Mấy con đầu rồng này thì nó thiên về ốm ốm. Con đầu rồng này nè, mập mập nè. Nói bậy mấy bạn mà fan của Beyblade chửi chết luôn. Cắt xé bỏ thôi nha. Đó, mình vô mình ráp rồi mình coi nè. Sticker đây. Bây giờ chị sẽ dán sticker trước nè. A few moments later. Đây là hình ảnh sau khi dán sticker nè mọi người. Nó có mấy cái chi tiết nó nhỏ xíu rồi. Chỗ này dán cần phải có cái cây này dán nó mới vô, chứ không là không có vô. Mà rất là nhiều chi tiết nhỏ 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 nè. Đây nè, những cái chi tiết nhỏ nhỏ nhỏ. Con này nó có hai cái cánh chĩa ra. Nó lại tương tự giống như cái con Zewel Longinus nè mọi người. Trước khi ráp vô mình cần. Trời ơi, cứng quá luôn á, cứng ngắt luôn nè mọi người, cứng lắm. 68.2, tổng thể hết là 68.2. Trời ơi, cứng ngắt luôn. Đế là 6.8. Mặt là 17.5. 43.7. Cứng lắm mọi người, cứng à. Mà không biết là đấu như thế nào thôi. Con này có 2 lít à. Nhưng mà cái răng của nó sâu lắm. Đó. Trời cứng lắm. 1 2 2 lít. 2 lít mà khi mà kéo qua rồi mà nó vẫn còn chưa rớt luôn. Chưa rớt luôn nè, gỡ ra rồi nó mới rớt. Cứng ngắt luôn.
nhưng mà không biết đấu như thế nào thôi. Ui da, rồi cứng này nha, cứng này nha. Rồi rồi bây giờ mình sẽ test thử nha, cho nó đấu hết những cái dòng anh em của nó ha mọi người ha. Đấu này trước, con này chắc thua rồi mọi người ơi, thua đi ra. Trời, con này đẹp chứ à? Ừ đẹp. Sao lại to quá vậy? Con này nó to mọi người, cảm giác to hơn con Brave Green nữa. Mà con này nó đẹp, chị là chị nhìn qua là chị thích đẹp rồi, chị nói đẹp là chị nói đẹp à, còn xấu là nói xấu rồi. Con này đẹp to hơn Brave không? Nó cũng tương đương thôi à, nó cũng giống vậy mà nhìn cảm giác của nó bành trướng ra to. Rồi thôi nè, vô nè, vô. Thôi em Bo cứ ngắm hoài luôn à, lúc mà quay không của chịu. Của con mà. Của con à, quên. Em Bo cho mình nó vậy đi. Còn cái dòng mới lúc nào ông cũng dành hết trơn á, quay trái mà. Cái cây quay trái đâu? Chưa ngon. Rồi. Cởi mạnh lên. Thầy biết tướng công mà. Ra. Mày sẽ tướng công luôn á. Mày sẽ tướng công. Con này đó, cái con gái lần nữa thôi. Thích con này rồi nha. Thích đó rồi hả? Bo thích lo đi đó cái rồi. Cái dòng sắt á, dòng sắt nó to to nè. Nó to hơn cái mặt nữa. Thấy chưa? Nó cũng con nó to. Thử lấy cái dòng sắt đó gắn vô mặt rồi thì sao coi. Hết luôn. Đưa mày coi coi. Ờ, Bo nói mới để ý lắm mọi người. Cái dòng sắt này nó to. Ê, đây cái dòng sắt khi mình để vậy nè, nó lòi ra luôn nè mọi người. Nó to hơn cái mặt nữa. Nó to cho nên nó tấn công bằng hai cái cạnh dòng sắt này nè. Thử coi giống như mấy cái con khác là mình xoay cái nó được thêm cạnh nữa không á. Cũng về cái vị trí cũ. Như cũ. Cũng như cũ luôn. À hay. Vậy là riêng con này thì chỉ có được một kiểu thôi mọi người. Vậy là hai cái cạnh này nó chìa ra nè, nó tấn công mạnh nè mọi người ơi. Cái dòng sắt này chìa ra nè, dòng sắt này chìa ra nè. Bởi vậy cho nên khi nó tấn công nó sẽ rất là mạnh. Đây dòng sắt của Valkyrie nè. Nó to hơn cái dòng sắt của Valkyrie mọi người ơi. Chìa ra nè nha. Đây là cái cạnh của nó chìa ra nè mọi người. Cái dòng này nó bự hơn một chút. Tức là cái bản cạnh của nó chìa ra một chút xíu. Cho nên là nó tấn công bằng cái này thì rất là mạnh luôn. Gắn vô Valkyrie. Đúng rồi, cái dòng sắt này mà gắn vô Valkyrie chắc là mạnh hơn nữa ha. Tấn công chưa đặn. Bữa sau mình thử. Con này cũng tấn công bốn cạnh, hai cạnh này và hai cạnh này. Cái dòng sắt của nó nhìn nó cảm giác nó rất là dày, thấy nó dày hơn cái dòng sắt này. Nó rất là đạm. Cảm nó chắc tay. Cái dòng sắt này ok đó. Ngon à. Ngon à. Thế con này là hài lòng nhất nhất trong mấy con Rocky Knot luôn. Trong phiên bản Super King là mình thích Valkyrie với con này nhất rồi đó. Bo thích Valkyrie với con Nhớt rồi mọi người. Ở trong lần kia. Rồi cho nó con này thôi coi. Chị nghĩ là cũng không thắng nổi đâu. Con này à, hy vọng con này thắng rồi. Vô. Bo thấy thích rồi đó. Bo thích rồi mọi người. Tại nó tấn công cái dòng sắt rất là mạnh luôn. Mấy con này nó tấn công bằng cánh. Con đó tự nhiên nó có cái dòng sắt thì ra rất là nặng, vừa nặng mà vừa. Mấy kia thả double mà. Double rồi. Vì con còn này nó có double. Thôi được chưa? Để như cục luôn á. Quá mạnh đi. Con này á mới là thầy đế thì nó còn mạnh hơn nữa. Chắc thầy đế Akili. Con này à, còn hai thầy đế Akili còn mạnh hơn Brave Green. Đúng rồi.
chừng nào mà lấy cái Barry Gray á, nguyên bảy con này nguyên bản á, rồi chơi với nhau coi. Rồi nếu mà ai thua thì thử đấu combo vậy thôi. Hôm nay mình test bao nhiêu đó ha mọi người ha. Ngày mai chị sẽ cho nó đấu với con Ray và Fury nha mọi người nha. Đó, mọi người nhìn kỹ nó nè. Cái dòng sắt đó, cái chỗ này nó chia ra nè. Cái chỗ này nó cũng lòi ra luôn nè. Nó tạo ra hai cái cánh á. Thì cái này hai cái cánh nữa. Nhưng mà hai cái cánh ở dưới dòng sắt này á thì nó tấn công mạnh hơn nè. Đẹp mọi người. Bye bye mọi người nha.